Quân đội Nga tấn công thần tốc và nhanh chóng đánh bật Ukraine, chiếm quyền kiểm soát Rodolika. Năm mũi tấn công của họ đang thừa thắng sông lên, đột kích tới thành phố Sever. Chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay, kỳ ép thất thủ ở Dodolika, Nga tiến tới Sever. Lực lượng Moscow tấn công thần tốc và nhanh chóng giành quyền kiểm soát khu định cư Dodolika, năm mũi tấn công của họ đang thừa thắng sông lên, đột kích tới thành phố Shiver Trong những ngày tới, mặt trận này chắc chắn sẽ hết sức nóng bỏng. Hai video mới được định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã phá hủy hai hệ thống HIMARS của Ukraine gần tiền tuyến. Theo hướng Kupian, lực lượng Moscow được cho là đã tiến vào Stepova, Novoselika sau khi bộ binh Ukraine tháo chạy, rời bỏ vị trí. Tuy nhiên, chưa có xác nhận trực quan để khẳng định thông tin này. Quân đội Nga đã xâm nhập vào xung quanh bệnh viện, thành trì của Ukraina ở Karachnogorika. Nếu họ chiếm được khu vực này, lực lượng Kiev có thể sẽ phải rút lui, để lại nhiều vị trí do tình hình chiến lược không thuận lợi. Tại mặt trận Adika, một đoạn video được định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã chiếm được các vị trí ở trung tâm Sokin. Ukraina phản công ác liệt ở Kharkov. Kênh Dredoka đưa tin, tại thành phố Vochan trên mặt trận Kharkov, lực lượng Kiev đang cố gắng đột phá bộ chỉ huy ukraina đã ra lệnh cho quân đội của họ trong thành phố và trong khu vực vô Khutos cùng đột phá về phía nhau để tiếp cận một mỏ đá lớn họ đã làm điều này bất chấp việc bất đầu cầu ở làng tikhoi tập trung nhân sự gần đó vào vùng xám nhưng ukraina sẽ phải đánh trực diện vào các vị trí đã chuẩn bị sẵn của nga được thiết lập liên hoàn dựa trên nhiều bãi khai thác đá Địa hình trong khu vực mỏ rất thuận lợi cho việc phòng thủ của Nga. Họ có thể tổ chức một hệ thống trận địa hỏa lực phức tạp, phi tiêu chuẩn, bố trí gần các phương tiện hỗ trợ trực tiếp cho bộ binh phòng ngự. Nếu lực lượng Kiev quyết tâm tiến hành cuộc tấn công vào các vị trí kiên cố như vậy, chắc chắn họ sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề, trong khi triển vọng giành thắng lợi là rất thấp. Tuy nhiên, dường như Ukraine không có nhiều lựa chọn vì nhóm binh sĩ của họ trong quảng trường thành phố đã ở tình thế tuyệt vọng nếu không được giải vây kịp thời thì có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Nga tiêu diệt các tổ hợp HIMARS của đối phương Trong ngày qua, Ukraine đã tấn công một số khu vực của Nga bằng UAV, hỏa hoạn bùng phát trên khu vực đường ống dẫn dầu chính Daruba ở vùng Tambo. Sau khi dập tắt đám cháy, các đơn vị ứng phó khẩn cấp đang tiến hành khắc phục hậu quả. Quân đội Nga đã tấn công các mục tiêu đối phương bằng tên lửa đạn đạo Iskander đặc biệt ở vùng Mykolaiv, một nhà chứa dành cho pháo phản lực M270 HIMARS và các thiết bị khác đã bị phá hủy. Còn ở vùng Odessa, tên lửa đã phá hủy các trạm trinh sát và cảnh giới tầm thấp cũng như một điểm kiểm soát của Ukraine. Theo hướng Kupian Svatovi, lực lượng Moscow tiến tới địa giới hành chính của khu định cư Mia Soharika, đánh bật đối phương ra khỏi các vị trí trong vành đai rừng phía đông của ngôi làng. Tại Siver, sư đoàn dù 106 của Nga sau trận giao tranh ác liệt đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Radolika, lực lượng Kiev đã phải tháo chạy. Trên mặt trận Adika, 90% diện tích làng Novo Lestandrika nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Họ đang tiếp tục truy quét các nhóm tàn quân Ukraina vẫn còn nằm dài rác. Ở Donetsk, lực lượng Moscow tiến từ Georgijeka đến vùng ngoại ô đường Central và Otebraskaya ở Masimilianika. Đồng thời mở rộng vùng kiểm soát về phía tây nam Peremoha. Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết tình hình ADICA rất nóng bỏng. Báo cáo của Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, 140 cuộc đụng độ đã diễn ra trên mặt trận, 29 trong số đó diễn ra theo hướng Porosky, ADICA. Báo cáo có đoạn: "Trong 24 giờ qua, không quân tên lửa và pháo binh của lực lượng phòng vệ đã tấn công 11 khu tập trung quân, 4 hệ thống phòng không và một trạm tác chiến điện tử của Nga." đối phương đã thực hiện 61 cuộc không kích bằng 110 quả bom KAB, đồng thời sử dụng 328 UAV. Đồng thời họ tiến hành hơn 3.180 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương ở Kharkov, Kopian, Liman, Karamatov, Goloka, Torres, Khurakovsky, Dremovsky, Orekhov và Dnipro. Tình hình ở hướng Sever rất căng thẳng. Kể từ đầu ngày, quân đội Nga đã thực hiện 19 cuộc tấn công. Lực lượng Kiev đã đẩy lùi 15 trong số đó và 4 cuộc đụng độ nữa vẫn đang diễn ra. Cường độ giao tranh ở Poros Adika vẫn ở mức cao. Số lượng các cuộc đụng độ đã tăng lên 37. Lực lượng Moscow tiếp tục gây áp lực. Binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi 29 cuộc tấn công của đối phương và giao tranh vẫn tiếp tục, báo cáo cho hay. Ukraine tuyên bố phá hủy trung tâm liên lạc vũ trụ Nga ở Crimea. Bộ Quốc phòng Ukraine trên Facebook xác nhận lực lượng phòng vệ nước này đã phá hủy trung tâm liên lạc vũ trụ Nga ở Crimea trong cuộc tấn công tên lửa vào ngày 23 tháng 6. Báo cáo có đoạn, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục làm giảm tiềm năng và khả năng chiến đấu của đối phương. Đặc biệt, tuần này được đánh dấu bằng việc phá hủy trung tâm truyền thông và giám sát không gian của Nga ở Crimea, một thành phần quân sự quan trọng trong hệ thống liên lạc và định vị vệ tinh của Moscow. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ukraine còn báo cáo về việc lực lượng phòng vệ trong tuần trước phá hủy hệ thống tên lửa phòng không OSA, máy bay cường kích Su-25 và hai tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad. Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ 10 UAV của Nga Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ toàn bộ 10 UAV tấn công loại hết được Nga phóng vào dạng sáng ngày 29 tháng 6. Nga được cho là đã phóng UAV từ Prismoko, Atas ở Karasunda trên lãnh thổ Nga. Các nhóm hỏa lực cơ động của không quân Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc không kích, bắn hạ UAV đối phương trên vùng trời Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Chekasy và Vinnytsia. Suốt đêm, không quân Ukraine cảnh báo về mối đe dọa tấn công bằng UAV ở nhiều khu vực. Tại Vinnytsia, người ta nghe thấy âm thanh của các vụ nổ vào khoảng 3 giờ sáng. Sopini đưa tin, mặc dù vụ nổ không gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào. Ngược lại, vào dạng sáng nay, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 6 UAV của Ukraine phóng trên các vùng Burian, Tiver và Bengorod, cũng như ở Crimea. Kiev Independent không thể xác minh độc lập tuyên bố này. Nga cáo buộc UAV Mỹ khiêu khích trên biển đen. Kiev Independent đưa tin, Bộ Quốc phòng đã ra lệnh cho quân đội nước này triển khai các biện pháp đối phó với sự khiêu khích từ các UAV chiến lược của Mỹ hoạt động trên Biển Đen, đồng thời cho rằng chúng đang làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Trong tuyên bố vào ngày 28 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các UAV đang được sử dụng để tiến hành trinh sát và tìm mục tiêu cho vũ khí có độ chính xác cao do các nước phương Tây cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố cho biết thêm điều này cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ và các nước NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine. Nga tuyên bố các chuyến bay như vậy làm tăng đáng kể khả năng xảy ra sự cố trong khung phận với máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Liên minh và Moscow, đồng thời nói thêm rằng các nước NATO sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này. Tổng thống Putin ra lệnh sản xuất tên lửa tầm ngắn và tầm trung. TASS đưa tin, tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga nên nối lại sản xuất tên lửa tầm trung và tầm ngắn, sau đó quyết định nơi bố trí các hệ thống này. Ông cho biết Mỹ đang triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nói rằng điều này đáng lo ngại và cần phải có phản ứng. Vì vậy Nga nên bắt đầu sản xuất các hệ thống tấn công này và sau đó quyết định nơi triển khai chúng. Nga đã đình chỉ tham gia Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung, Hiệp ước INF vào năm 2019, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương đình chỉ nghĩa vụ và rút quân khỏi Hiệp ước. Tuy nhiên hiện nay, theo ông Putin, Mỹ không chỉ sản xuất những hệ thống tên lửa này mà còn đưa chúng sang châu Âu để huấn luyện, trong đó có Đan Mạch. Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không hốc Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố gói viện trợ trị giá 150 triệu USD cho Ukraine vào đầu tuần tới, bao gồm tên lửa đánh chặn hốc và đạn pháo 155mm. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!